potato quá trời. Cả nhà ơi, thơm quá. Hái vô nấu nước uống. Thơm. Đây là lá tí tô nè, mình vừa mới hái xong, quá trời thơm luôn. Nấu nước để uống. Trời, lá tí tô quá trời luôn. Vô đây nấu một nồi, bỏ vô cái hũ để uống, bỏ vô cái chai để uống, đóng vô chai để uống. Rau nhà trồng rất là tốt luôn. Mình cắt khúc khúc ra vậy nè. Nấu nước lên uống. Thì mình đi bắt nồi nước cái đã. Những cái cành lá tí tô mình mới vừa cắt vô á, rất là tươi luôn. Và nó rất là thơm. Bây giờ mình cắt lá tí tô nhỏ ra để mình nấu nước uống. À, đã ghê, tươi không? Thơm lắm cả nhà ơi. Để Hằng cắt ra một chút để đắp mặt nữa. Mình sẽ đắp mặt nạ nữa, vừa uống vừa đắp mặt nạ. Đó, như đây thôi, tí mình giả ra đắp mặt nạ. Còn mấy cái cành, mấy cái cọng á thì mình nấu lên uống, uống tươi á. Uống lá tí tô tươi rất là tốt nha cả nhà. Công nhận rau vườn hái vô nó tươi mà nó sạch ghê luôn, sạch sẽ lắm. Mình rửa một hoặc hai nước thôi, tại rau mình mới xịt nước mình tưới nữa chứ nó sạch lắm. Mà để mấy ngày không hư, rau mình trồng để mấy ngày không hư. Rất là tươi luôn. Đây nè cả nhà, thấy không, thấy rau ngon ghê không? Wow, nước sôi rồi mình bỏ tí tô vô mình nấu nước mình uống nước tí tô, trà tí tô. Cho nó sức khỏe.
Người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi phai. Mình vừa trụng vô cái nó ra hết màu tí tô rồi, nó thành màu xanh giống như rau luộc vậy đó. Ơi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả. Xuất ra đây đó. Thời gian hơi nửa vầng trăng rơi, để tình phai phôi. Đêm dài vầng trăng lơ lửng trên đầu. Vầng trăng ơi người thương ơi, vầng trăng xưa sao không còn nữa. Hồi nãy mấy cái cộng cộng anh hỏi em á, bây giờ em đã bỏ hết vào đây rồi. Bây giờ em sẽ nung nó lên 7-7-49 ngày cho nó 3 chén còn nửa tô. Đó, nung lên 7-7-49 ngày 3 chén còn nửa tô, chắc ra uống. Ly trà tía tô quá ngon. Đây là ly trà tía tô mình vừa mới nấu xong. Và mình để nguội nguội ấm ấm và mình sẽ uống.